Xem thử mẫu mới của chúng tôi nào. Anh đẹp trai, chị đẹp gái, vào đây ngồi thử đi. Hôm nay chúng tôi có mẫu mới ra, hợp với hai người nhất. Mẫu tình nhân đó, màu này rất hợp với anh. Cô ơi, xem thử đi. Quý khách xin chào, cô muốn xem thử mẫu mới nhất của chúng tôi không? Giảm 40%. Xin chào cô gái xinh đẹp. Alo, xin chào. Xin chào, tôi là người đưa qua. Cho hỏi cô có phải là cô Dịch không? Tôi là cô Dịch đây. Cho hỏi bây giờ cô đang ở đâu? Đang... Xin chào, cô là cô Dịch sao? Đúng là tôi. Đây là hoa của anh Dịch tặng cho cô. Mời ký nhận. Ký đây đi. Cảm ơn. Cái này đưa cô. Cảm ơn. Cho hỏi, hoa này có mắc hay không? Đây là 99 đoá hoa hồng Ecuador cao cấp. Anh Dịch quen biết với ông chủ của chúng tôi, được giảm 50%. Rất thỏa đáng. Đây là hóa đơn. Mắc dữ vậy, có thể trả hay không? Xin lỗi. Vậy được rồi. Cô Dịch à, hóa đơn này, xin lỗi nha. Bó hoa này đến từ ông xã. Vừa mới xa nhau đã nhớ em, nhớ đến không chịu được, yêu em. Dịch Hàm thật sự là nuông chiều vợ mà. Phải rồi. Ngưỡng mộ thật. Nhận được hoa chưa? Thích không? Cảm động không? Không cần quá cảm động đâu. Có yêu anh hơn chút nào không? Nhận được hoa chưa? Thích không? Cảm động không? Không cần quá cảm động đâu. Có yêu. Nhận được hoa chưa? Thích không? Mắc quá đó. Anh đã cố ý tìm chỗ có giảm giá rồi mà. Nhưng mà vẫn mắc. Hoa mắc như vậy anh mua làm gì? Mấy hôm nữa là nó héo rồi. Nó chẳng chút thực dụng nào. Nhưng mà người ta yêu nhau chẳng phải đều tặng hoa sao? Nhưng bây giờ chúng ta không phải là đang yêu nhau, chúng ta đang sống. Bây giờ anh không được chơi tiền. Tiền lương một tháng của em cũng chỉ có mấy ngàn thôi. Sao mà anh có thể tiêu xài như thế? Là em đó kết hôn quá đột ngột. Em chưa thích ứng được, không nhập vai được. Cho nên anh mới muốn bắt đầu từ những yêu đương, để em từ từ thích ứng được. Nhưng mà bây giờ em lại nói là đang sống qua ngày. Em có tiêu chuẩn kém như vậy, bảo anh phải làm sao? Alo. Alo. Quả nhiên mình không thích hợp mềm mỏng. Khám định à? Tôi cần việc. Nói giảm, anh tưởng tôi muốn thấy anh rảnh rỗi suốt sao? Tôi đang bận, cúp đi. Sao mà ai cũng cưỡi lên đầu mình chứ? Nói mình tiêu chuẩn kép. Mình đâu có nói mình thích mấy cái này đâu. Mình thấy là gì, thỏa mãn anh ấy thôi. Nè, đừng manh động chứ. Đây là hoa của Dịch Hàm tặng cô. Cô thực sự nở hay sao? Diệp Tử à, cô cảm thấy hoa này đẹp không? Đẹp chứ, đương nhiên là đẹp rồi. Vậy thì cô thích không? Thích. Vậy tôi bán cho cô nha. Tôi có thể bán rẻ một chút cho cô, thế nào? Suy nghĩ chút đi. Quản lý Diêu Diêu, hai người đến đúng lúc lắm, mau nhìn xem. Này, Dịch Hàm tặng cho cô hả? Đương nhiên rồi, Dịch Hàm và chúng tôi rất biết làm vui lòng con gái. Hơn nữa, thế quản lý anh cũng đã là chồng của người ta. Sao anh chẳng biết học theo vậy? Tôi cần gì, tôi cũng là một người đàn ông tốt tuyệt đấy. Để vậy thì, hay tôi bán rẻ lại cho anh nha. Bên ngoài bán mắc lắm đó. Nhưng mà đây, chỉ có 99 đoá hoa. Vừa rồi Diệp Tử nói, muốn mua 33 đoá. Giảm 50%. Tôi bán cho anh 33 đoá nữa nha. Còn 33 đó, Diêu Diêu, cô muốn mua hay không? Nếu mà cô không muốn, tôi tự giữ lại vậy, xem như kỷ niệm. Vậy tôi mua, cô có thể để giá thấp nhất cho tôi không? Đương nhiên rồi, chúng ta là ai chứ? Đương nhiên rồi, tốt nhất là như vậy. Phải như vậy.